Lolo, chào người nhá. Chào bạn quay trở lại channel của mình. Trên tay mình đây đó chính là 6 lòng con voi mà anh em giúp mình làm mấy ngày hôm nay rồi đây. Mình được ăn muộn các bạn ạ. À. Nên là hôm nay mới làm clip để cho các bạn triển chơi được. Các bạn nhìn cái ngoại hình của nó được không? Nhìn cái voi, con voi nó bạc ra đạn kìa. Cái súng nghe nó hơi khắm một tí mà thôi không sao. Nhìn nó giống đồ chơi búp bê mà, không chê được. Úi giời ơi. Cái gì đây? Ô cái định mệnh là 1v14 điên à. Cái số lượng này nó cứ bị làm sao ấy nhỉ. Úi giời ơi, ngon ngon. Tầm này mút được tí kill nào thì cứ mút thôi. Zoom nó tập trung nó quay hội đồng thì bỏ mẹ. Úi giời. Muộn rồi. Thôi xong rồi các bạn zoom ơi. Mình có chỗ ngồi ấm đít rồi. Tầm này 130 con zoom đi đây cũng được. Chứ đừng nói là 13 con nhá. À đồ hai chị y tá ơi, nhảy nó vừa thôi. Rồi ơi, chưa chết. Đằng sau có chị y tá đỏ lòm đứng hóng hàng này nữa thì thôi. Em xin lùi bước về sau để thấy các bạn zoom rõ hơn. Chúng mày ra đây. Đâu đâu ra đây, mình bắn chuyến. Soi Darwin, mình tính thời gian hết rồi. Được phết các bạn nhỉ, thỉnh thoảng ra mấy khẩu súng búp bê kiểu này chơi nó cũng hay. Mặc dù mình thấy là bắn nó như sau làm bình thường thôi, nó cũng chả khác gì đâu. Nhưng mà những cái ngoại hình đặc biệt như này làm cho chúng ta bớt cảm giác nhàm chán. Mình làm lại clip sau làm như này anh em cũng chửi. Mưa tiếp rồi, rôm đâu rồi, đông nữa lên. Với một cái lượng đạn 3.000 viên như này thì càng đông nó càng ít thôi. Các bạn phải cố chém đi nhá. Ngon quá, thấy chị y tá mất tiến hóa rồi. Chị sẽ là niềm hy vọng của cái trận đấu ngày hôm nay. Chứ em nhìn anh Tơ hơi đù đấy. Cho nó dã anh như thế kia thì chị. Ờ không có ai lại có một bàn chân lặng lẽ giữa dòng đời như nước quân. Lên được trên đây rồi. Thôi nghe đằng sau mình chưa. Những người đồng đội của mình cũng sáu lòng kia kìa. Nó bắn được thì loài xoăn ra. Ui giời ơi, có bom nữa cơ. Cover nhau tốt đến thế là cùng. Anh Tơ đổi địa chỉ ngay. Nghe thùng hàng nó bắn như này lên làm sao được. Đậu xanh như là bàn thờ thất thủ rồi. Các bạn chứng minh lại đi đây à. Nếu mình là một người có trái tim máu lạnh thì mình sẽ ra chặn đường ngay. Nhưng mà không, tiền tốt tính. Ở đâu cần là mình quá, ở đâu khó có tiền zoom. Ôi giời ơi, lên làm sao được, định mệnh nữa. Nó là cả một mã đạn nó dã luôn. Bỏ mẹ tôi rồi, chị y tá chị vào được trong rồi. Á à, đù hero luôn chứ. Đây, hai bạn hero ơi, cover mình nào. Chém đi, chém một bánh bỏ mẹ tơ cho mình đi. Đằng sau nó ủ hồi vãi trưởng chưa. May đấy, may mà tôi tinh mắt tôi nhìn nó con y tá nó rình á. Nó tàng hình nó rình mới vãi trưởng. Ôi giời anh hero ơi. Thôi xong rồi, em chịu rồi. Tơ nó lên thì em không thể cover anh được. Em này em chuột trước. Ơ, không đi luôn này. Ba con zoom nó kẹp mình như bánh mì kẹp thịt đứng im luôn ạ. À, đậu xanh luôn. Chưa bao giờ làm hero mà mình cảm giác bất lực đến như vậy. Đồ khốn nạn quân giết người. Nhưng mà thôi không sao. Trận sau mình sẽ trả thù nhá. Cầm khẩu 6 lòng này trên tay mình biết ngán bố con zoom nào đâu. Thùng hàng đông thế nhỉ, một đứa làm zoom thôi là ngon đấy. Chặn chốt thùng hàng như này là dễ chết chùm lắm thế này. Á à, đồ. Ôi giời ơi, tia chớp nhé, lộc trời cho. Mày chết này, thế là xong. Clear luôn cái thùng hàng và khuấy động cái bà thờ. Ô, nó vẫn xấy được con zoom nhỉ. Nhưng mà không sao, tiền cân hết. Hello my baby, cầm lục thì làm sao ngăn được kia trước bạn ơi. Con này nó không phải là con zoom mà nó là con quái vật rồi các bạn ơi. Ôi kìa, cái thằng này định mạng nó lượm rau gấp thịt à. Nó nhảy bàn thờ lên một phát sang tung hàng này bạn ơi. Nhưng mà không sao, bạn vẫn thuộc về mình thôi. Ôi giời ơi, có bom kiểu có bom nó đẹp chưa, nó đẹp tuyệt vời luôn. Kia trước 12k máu nên hỏi thăm bạn hero đây. Ôi dồi ôi, may đấy. May mà tôi vẫn sống như định mệnh luôn. Muộn một nhịp thôi là hero nó chém mình chết tươi. Úi giời ơi, quá hủy diệt rồi. Anh em zoom mạnh quá cơ. Các bạn này cầm bình thường nhìn nó cảm giác hơi tối các bạn nhỉ. Kể nó có thêm tí hiệu ứng sáng đèn điếc cái thứ đó thì đẹp đấy. Bởi vì bắn có cái hiệu ứng tia nước vui như này cơ mà. Ngon rồi, lại ngon rồi. Làm tí zombie mắm tôm nha anh em ơi.
Ui giời, anh ơi, lên đây em bắn chết. Anh quay đầu là bờ nó chuẩn đấy. Ôi, ôi. Tầm xa tầm gần thì 6 lòng nó vẫn là giữa bé. Bắn nó vẫn đã lắm. Thôi chuẩn luôn thôi. Ôi giời ơi, sao đâu có rôm thế này. Cùng hàng không có ai. Khác gì mời chào mình lên, lên luôn. Nó sướng này. Cần lắm mọi người, chiến binh, anh em mình đến đây giải bom cho nhau nhỉ. Ui giời, nó bắn nó kìa. Được chưa? Chuẩn bị tạo combo nào. Á à, đồ. Cái đậu xanh cái thằng tờ nên người ta phải giết được một phát thôi, thủ hàn cá nhân luôn. Ôi, anh tôi đừng vào đây tôi. Ôi kìa, sao nhút nhát thế nhỉ? Cái định mệnh nữa mình nhớ như này là hết bài đấy các bạn ạ. Ôi giời ơi, bố mẹ lộp rau gắp thịt từ nãy rồi rồi. Phải gáy thôi. Nhớ kinh quá anh em ơi. Thằng nào chảy cối hơn. Tất nhiên là mình rồi. Mày lên đây này, ơ kìa, mất giáp kìa. Siêu tư không sao, siêu dung non không bổ cào lại mất giáp, thế mới hài chứ. Anh hero ơi, đâu rồi, anh hero ơi, con lên đây cover cho con anh ơi. Nhưng con tờ hả, fake này thì thực sự là không tính tiền. Nó đứng trước khẩu 6 lòng này thì thôi. Đứng trước gát linh, chúng sinh mình đẳng. Dạ nó sướng. Bye bye siêu ghê nhé, đi đây. Đằng sau không biết được làm một lần đâu. Mình mất giáp rồi, zoom lên chém nhanh lắm. Cầm cốt mà solo với con tơ hạng fake này thì thôi bạn ơi, không có cửa. Chúng ta không thuộc về nhau. Đây rồi, cầm quay tay luôn nào. Nó đau kìa. Ui, chạy làm sao được. Bắn như thế này có chết rồi không được chứ. Quá sướng. Muốn luôn đẹp nữa nha anh em ơi. Trận này đang có anh em trong trường chó các bạn ạ. Đợi tí nữa xem thế nào mình chui vào luôn. Á à, đùa chị tá này, ôi. Ôi ơi, bà sao làm ơi, đầu xanh chặn chuồng à. Thôi, may mà tôi tỉnh táo. Không thể tin tưởng những người anh em được. Chui vào đấy là chết chùm rồi. Ui, tá là với nhờ ghê chưa. Trời này tơ nhảy cũng kinh đấy. Nhìn anh tơ nhảy ngược, thế là biết anh là người biết chơi rồi. Em chuồn luôn. Lên đây đứng cùng những người đồng đội thân thiết. Nghe tiếng sau lòng rồi sau kìa. Không đi được luôn cơ mà. Phá lực như vậy. Nhìn nó đau. Đứng đây súng nó dã vào người anh tơ. Em cũng cảm thấy thốn cơ. Thật mạnh. Anh em ơi. Ôi. Phái trưởng thế là xong à. Vỡ trận luôn à. Ăn lưu lại trái tim này. Đong đầy yêu thương và trao đầy cảm xúc. Ôi vẫn chuồn được. Lại lên tục hàng thôi. Quê hương là chủ thích ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Phải lên lại thôi. Đây hero ơi. Bạn nghe thì tiếng súng, bạn nghe được tiếng gọi của con tim. Bạn trèo lên đây với mình đúng không? Anh em mình xong game hợp mic thôi chứ còn chờ cái gì nữa. Mày đau chưa? À, vẫn định ra đây kẹo nhau lên là đơn. Đằng sau này là tử địa rồi. Zoom vào đây là chỉ cố gắng thôi. Sao đấy F11 cái đéo gì đấy? Bạn ơi, bạn bị dở người à. Người ta chơi lốt hiệp này thôi mà. Đang bắn sướng xin đấy. Mày còn núp nó chơi trốn tìm với mình cái sao đấy. Cứ hở ra là mình bắn chết tươi. Ôi kìa. Ôi đôi yếu lên làm cái gì. Mình cân được mà. Đang cuối rồi mình xấy rô có ngại gì đâu. Nhưng mà mỗi tội hết đạn thôi. Thôi hết thời gian rồi. Vẫn win nhá. Tự nhiên win có một mình hơi buồn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Anh em xem đừng quên để lại cho mình một like cũng như một comment nhé. Để cho video của mình có lên đề xuất cái. Hiện tại view clip của mình đang ở tầm 40.000 view sau một ngày đăng tải. Mục tiêu tiếp theo của mình sẽ là 60.000 view. Để đạt được điều đấy thì phải trông chờ hết với anh em thôi. Ngày trước đăng toàn 200-300.000 view đậu xanh nữa. Nhớ lại quá khứ huy hoàng quá cơ. Ơi, clip này mình dừng đây thôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Bye bye.